Đấy, giờ mình sẽ kể chuyện cho anh em nghe nhé. Mình sẽ cùng đọc câu chuyện Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Anh em ạ. Con người ta đôi khi cố gắng cả đời dài, đến cuối cùng lại không như ý nguyện. Bạn có thể tiếc nuối vì ước mơ không thành sự thật, nhưng không nên hối tiếc vì mình đã nỗ lực hết mình. Đây, mình sẽ kể câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe. Ước nguyện ban đầu của bạn sẽ bị cuộc đời bóp méo. Tín ngưỡng bạn tin tưởng khó đôi khi bị người khác đập đổ. Duy chỉ có bạn mới có thể tự chà đạp lên chính mình, cũng chỉ có bạn mới có thể tự mình đứng dậy. Nỗi sợ là điều gì đó rất khủng khiếp. Nó sẽ khiến bạn phải khóc lóc, chùn bước và tự ti. Thật ra nỗi sợ không xấu, nó giúp ta tránh xa những hiểm nguy. Nhưng có những nỗi sợ không cần thiết, hoặc đơn giản nó sinh ra để dạy bạn cách dũng cảm mà thôi. Ủa ôi. Đấy. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy rất tự ti về bản thân, nhưng mà sau đấy lại nhớ đến cha mẹ. Vì tôi là con gái cưng mà cha mẹ dùng tình yêu cả đời để che chở. Vì tôi là duy nhất trên đời này, nên tôi phải nỗ lực không ngừng và vươn lên. Đôi khi chỉ mong mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta và rất nhiều năm sau nữa vẫn còn liên lạc, thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Tất nhiên là bạn sẽ vẫn trả lời tin nhắn của tôi một cách chân thành nhất. Thì tôi biết được rằng người mà tôi trân trọng vẫn đang sống rất tốt, thế là đủ rồi. Quá hay anh em ạ. Tôi nói này, 23 tuổi kết hôn rất tốt, là vì bạn gặp được tình yêu của đời mình sớm một chút. Nhưng mà 30 tuổi kết hôn cũng rất tốt, là bởi vì bạn gặp được tình yêu của đời mình trễ một chút thôi. Đâu phải ai cũng đúng 7 giờ sẽ thức giấc, vậy nên đừng vội, cứ từ từ. Ẩn ý, quá ẩn ý anh em ạ. Ông trời có thể thử thách bạn một cách tàn nhẫn, con người có thể tổn thương bạn một cách gắt gỏng, nhưng họ không thể đánh cắp niềm tin vào bạn và chính mình, vì điều đó chỉ bạn có thể mà thôi. Trên đời này không ai ngẫu nhiên biến mất khỏi cuộc sống của ai cả, họ chỉ muốn giữ liên lạc với người mình thương, mình mong nhớ mà thôi. Trên này không ai vô tâm cả, chỉ là tâm của họ không đặt nơi bạn mà thôi. Đây là nhà xuất bản Dân Trí nha anh em nhé. Nó nhiều quá đâu biết được của họ anh em ạ. Hóa ra yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là vừa gặp đã yêu, mà là khi bạn nhìn thấy họ đã định sẵn cả đời này không thể quên được. Đấy anh em ạ, quá hay, quá xuất sắc. Đấy, mình sẽ kể tiếp một câu chuyện dài nữa cho anh em nghe nhé. Hy vọng sau này tôi sẽ gặp được một người khiến tôi thoải mái khi ở cùng, chậm chậm tìm hiểu nhau, chậm chậm bước đến bên nhau. Nhiều người thích tiếng sét ái tình, còn tôi thì không. Chỉ mong tình yêu như ánh nắng ấm áp, vì sét đánh thì đau lắm. Hồi ấy, tôi từng cảm thấy tình yêu rất lớn lao, rất lớn, rất lớn. Tôi đã từng cảm thấy nếu đánh mất tình yêu thì tôi sẽ không sống nổi mất. Vậy nên lúc có ai đấy rời đi, tôi những tưởng như cả thế giới này sụp đổ. Nhưng một vài năm sau, tôi mới nhận ra rằng ngày mà bạn mất đi, những người thân yêu nhất mới là thế giới của bạn sụp đổ. Đéo. Và sau đấy, tất nhiên là bạn xây dựng lại. Sao? Cần. Xong rồi. À, xin chào tạm biệt 500 anh em nha. Quay gần mặt quá. Quay có quang cảnh nha. Bye bye.